Mến chào các bạn, học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản. Hôm nay chúng ta sẽ học môn hình học, tuần 22, tiết 40, bài 3, tính chất đường phân giác của tam giác. Nội dung bài học của chúng ta gồm 4 phần như sau. 1. Định lý. 2. Chú ý. 3. Củng cố. 4. Bài tập về nhà. Chúng ta làm hỏi 1. Hỏi 1 như sau. Vẽ tam giác ABC. Biết AB bằng 3 cm, AC bằng 6 cm, góc A bằng 100 độ. Dựng đường phân giác AD của góc A. Dựng bằng con 3, thước thẳng. Đo độ dài các đoạn thẳng DB, DC rồi so sánh các tỉ số AB phần AC và DB phần DC. Chúng ta đi giải hỏi chấm 1 như sau. Đầu tiên ta sẽ chấm điểm A. Vẽ tia AX. Dùng thước đo độ. Đo góc A bằng 100 độ. Sau đó đặt thước thẳng lên tia AX. Đo 6 cm, ta được AC bằng 6 cm. Tiếp tục dùng thước thẳng đặt bên cạnh vừa vẽ. Ta sẽ vẽ tia, vẽ cạnh AB bằng 3 cm. Nối B với C. Vậy ta được góc BAC bằng 100 độ, cạnh AB bằng 3 cm, cạnh AC bằng 6 cm. Tiếp tục ta vẽ tia phân giác của góc A. Ta có hai cách vẽ. Một là các bạn dùng đo độ giống hồi nãy vẽ. Cách thứ hai, cô sẽ hướng dẫn các bạn, đó là các bạn có thể dùng con 3. Đặt đầu nhọn vào góc A, quay một vòng, cắt cạnh AB và AC. Rồi tiếp tục làm tương tự, đặt đầu nhọn vào hai cái điểm cắt của AB và AC, quay thêm một vòng nữa. Hai vòng tròn này sẽ cắt nhau tại một điểm. Nối từ điểm A qua cái điểm vừa cắt đó, ta sẽ được tia phân giác của góc BAC. Tia phân giác này cắt BC tại D. Bây giờ ta sẽ dùng thước thẳng đo đoạn CD thì thấy CD bằng 5 cm. Tiếp tục dùng thước thẳng đo đoạn BD thì thấy đoạn BD bằng 2,5 cm. Đề bài yêu cầu đo hai đoạn xong, sau đó ta sẽ tính tỉ số AB phần AC và DB phần DC rồi so sánh chúng. Rồi ta có AB phần AC bằng 3 phần 6 bằng 1 phần 2. Còn DB phần DC, DB ta vừa đo được 2,5 và DC vừa đo được 5, ta điền vô. Thu gọn đi cũng được 1 phần 2. Từ kết quả này, ta suy ra được AB phần AC bằng DB phần DC. Kết luận hai tỉ số này bằng nhau. Vậy từ cái kết quả của hỏi chấm 1, các em thấy rằng tia phân giác AD của góc A chia cạnh đối diện BC thành hai đoạn có quan hệ thế nào với hai cạnh kề của chúng? Thì ta thấy rằng tia phân giác AD chia cạnh đối diện BC thành hai đoạn, đó là đoạn DB và DC, thì tỉ số của hai đoạn này sẽ tỷ lệ với hai cạnh kề của chúng là AB và AC. Đây, ta
ta có được AB phần AC bằng DB phần DC. Đây cũng chính là nội dung của định lý chúng ta học hôm nay. Đó là định lý về tính chất đường phân giác. Các bạn lấy giấy bút ghi phần 1 nhỏ định lý. Chúng ta phát biểu định lý như sau. Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỷ lệ với hai cạnh kề của hai đoạn thẳng ấy. Rồi ở đây cô vẽ tam giác ABC. Có AD là chia phân giác của góc BAC, cắt cạnh BC tại D. Như vậy, sẽ chia cạnh BC này thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất là đoạn DB và đoạn DC sẽ tỷ lệ với đoạn AB và AC là kề nó. Ta viết giả thiết và kết luận như sau. Giả thiết tam giác ABC có góc BAD bằng góc CAD với D thuộc BC. Hoặc các bạn có thể ghi AD là phân giác của góc BAC, D thuộc BC. Ta kết luận được tỷ số DB phần DC bằng AB phần AC. Và khi trình bày, ta có thể trình bày như sau. Tam giác ABC có AD là phân giác nên DB phần DC bằng AB phần AC. Các bạn phải lưu ý nào. Cái tỉ số của chúng ta xuất phát từ chân đường phân giác là điểm D với hai cái đỉnh kề của nó là điểm B và điểm C, là DB phần DC. Nó sẽ tỷ lệ với hai cạnh kề. Kề DB là AB, kề DC là AC. Vậy tỉ số bên kia sẽ là AB phần AC. Rồi, khi có phân giác phía trong thì một tam giác nó có cả phân giác phía ngoài nữa. Vậy cái định lý trên còn đúng với tia phân giác của góc ngoài hay không? Đây, ở đây cô vẽ nào. Tam giác ABC có AD phẩy là tia phân giác của góc ngoài. Thì cái định lý này nó vẫn đúng trong trường hợp AD phẩy là tia phân giác. Định lý trên vẫn đúng trong trường hợp AD phẩy là tia phân giác ngoài của góc A nha các bạn. Rồi các bạn ghi này, định lý vẫn đúng đối với tia phân giác là tia phân giác của góc ngoài của tam giác. Và trình bày như sau. Tam giác ABC có AD phẩy là tia phân giác góc ngoài. Phân giác ngoài góc A thì D phẩy B phần D phẩy C, có nghĩa là chia thành hai đoạn, đoạn D phẩy B và đoạn D phẩy C bằng với tỉ số với hai cạnh kề là AB phần AC, với điều kiện là AB sẽ phải khác AC. Được chưa các bạn? Đó, nó rất là giống cái tỉ số hồi nãy của ta. Nhưng các bạn phải lưu ý đây là D phẩy B phần D phẩy C nha. Ở trong trường hợp này các bạn hay nhầm D phẩy B phần BC là sai nha các bạn. Còn tại sao AB phải khác AC? Nếu AB bằng AC thì ta sẽ có hình ở bên dưới như sau.
Trong trường hợp này ta vẽ AI là tia phân giác ngoài của góc A. Thì lúc này AI sẽ song song với BC, không có cắt BC nên định lý của chúng ta sẽ không đúng trong trường hợp này các bạn. Và phần thứ ba đó là củng cố. Xem trong bài học hôm nay chúng ta cần nắm những điều gì. Thứ nhất là định lý. Các bạn phải học thuộc định lý cho cô. Trong tam giác, đường phân giác, cái này vừa trong vừa ngoài nha, của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng, tỷ lệ với hai cạnh kề của hai đoạn thẳng ấy. Rồi trình bày như sau: AD là phân giác của tam giác ABC thì DB phần DC bằng AB phần AC. Chú ý là tam giác ABC có AD phẩy là phân giác ngoài góc A thì D phẩy B phần D phẩy C bằng AB phần AC với điều kiện là AB khác AC. Và chúng ta phải nắm được cái định lý này ha. Các bạn nhìn kỹ đi, các bạn sẽ ghi vô trong vở cho cô. Phần tiếp theo ta sẽ đi làm hỏi chấm 2 và hỏi chấm 3 trang 67 để hiểu thêm về định lý này. Xem rằng định lý này dùng để làm gì? Các bạn nhìn vào sách giáo khoa trang 69, xem hỏi chấm 2 và hỏi chấm 3. Các bạn dừng ở đây, làm hai hỏi chấm này, sau đó xem kết quả ở slide tiếp theo. Chúng ta đi sửa hỏi chấm 2. Câu A là tính x phần y. X phần y ở đây chính là DB phần DC. Thì theo như định lý, DB phần DC sẽ tương ứng tỷ lệ với hai cạnh kề của nó là AB và AC. Vậy ta sẽ trình bày như sau. Xét tam giác ABC có AD là tia phân giác của góc A nên DB phần DC bằng AB phần AC. Thế vô nè, suy ra x phần y sẽ bằng 3,5 phần 7,5, rút gọn đi được 7 phần 15. Đến câu B là tính x khi y bằng 5. Ta chỉ việc thế y bằng 5 vào vị trí của y, ta sẽ có là x phần 5 bằng 7 phần 15. Suy ra x sẽ bằng nhân chéo là 5 nhân 7 chia 15, rút gọn đi được 7 phần 3. Sang hỏi chấm 3. Tính x trong hình 23B. Thì x trong hình 23B sẽ là đoạn EF. Thì các bạn thấy rằng cái tỉ số của chúng ta sẽ không xuất hiện EF, nhưng ta thấy rằng EF thì bằng EH cộng với HF. Vậy chúng ta sẽ lấy, thay vì tính EF ta sẽ tính HF trước. Thì HF có trong tỉ số. Rồi, ta sẽ trình bày như sau. Xét tam giác DEF có DH là tia phân giác của góc D nên HE phần HF sẽ bằng với DE phần DF. Suy ra thế số vô, HE thế bằng 3, HF giữ nguyên, DE thế bằng 5 và DF thế bằng 8,5. Suy ra HF sẽ bằng nhân chéo là 3 nhân 8,5 chia ngang là chia 5 bằng 5,1. Vậy x sẽ bằng 3 là đoạn EH cộng với 5,1 là đoạn HF bằng 8,1. Các bạn so sánh kết quả với cô nhé. Cô hướng dẫn các bạn làm bài tập 10 năm sách giáo khoa trang 67 hình 24B. Đề bài như sau: tính x trong hình 24B và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất. Thì x ở đây chính là đoạn QN và cho BQ là tia phân giác. Vậy ta sẽ lập tỉ số liên quan tới QN. Vậy ta sẽ có tỉ số như sau: BM phần BN bằng QM phần QN. Đó, hai đoạn thẳng QM và QN tương ứng tỷ lệ với BM và BN. Sau đó các bạn thế số vô nè. MB các bạn thấy bằng 26,2,
BN các bạn thấy bằng 8,7. QN đề bài cho là x. Còn đoạn MQ thì các bạn thấy nó bằng MN trừ đi QN, có nghĩa là bằng 12,5 trừ x. Rồi từ đây các bạn nhân chéo lên và giải một bài tìm x bình thường. Xong đây cô sẽ hướng dẫn bài 17 trang 68. Đề bài như sau: cho tam giác ABC có AM là đường trung tuyến, MD là tia phân giác của góc AMB, D thuộc AB, ME là tia phân giác của góc AMC, E thuộc AC. Chứng minh DE song song với BC. Thì khi có tia phân giác, các bạn lật ra các tỉ số liên quan đến phân giác. ME là phân giác nên ta có AE phần EC bằng với tỉ số hai cạnh tương ứng là MA phần MC. Tiếp tục, MD là phân giác nên AD phần DB sẽ bằng với MA phần MB. Và ta quan sát hai tỉ số MA phần MC và MA phần MB thì thấy MA với MA giống nhau, MC thì lại bằng MB. Ta giả thiết là M là trung điểm của BC đó, AM là đường trung tuyến. Vậy suy ra hai tỉ số AE phần EC bằng với AD phần DB. Có tỉ số này các bạn sẽ suy ra được DE song song với BC theo định lý Thanh đảo và đã học. Phần 4 là bài tập về nhà của các bạn. Các bạn về nhà xem lại bài học thuộc nội dung định lý về tính chất đường phân giác của tam giác. Bài tập về nhà của các bạn sẽ làm bài 15, 16, 17. Tiếp sau chúng ta sẽ học phần luyện tập. Các bạn chuẩn bị bài tập 18 tới 22 trang 68 cho cô. Chúc các bạn học tốt.